Nhưng mà Misa đang quan tâm ở đằng sau, coi là ai là người kích động nó, ai là người tọt nó để cho nó lên nó nói thay người ta. Cái ý để mà tôi lên tôi cho lời khuyên, đó là cái lời khuyên của tôi để chi quý vị, để tôi thăm dò. Nếu như mà em ấy đính thinh, không lên nói tiếng nào, thì tôi hứa với là quý vị tôi sẽ không đem em này ra mà tôi phân tích nữa. Đó, coi như là em ấy đã biết cái lỗi của mình và đang chuộc lỗi. Đó. Còn nếu như mà em ấy vẫn lên nói tôi á, quý vị, là tôi khẳng định rằng là em này không biết sai và cố tình biết cái con đường đó là vi phạm pháp luật nhưng cố tình làm. Thì nếu như mà đã cố tình làm rồi thì Mỹ Sơn sẽ lên dạch cái mặt nó cho đến cùng. Ngày hôm nay con xác định rồi đó con. Cô Mỹ Sơn khắc định với con là cô Mỹ Sơn sẽ tới con cho tới cùng. Cho đến khi nào mà con lên con quỳ lại xin cô Mỹ Sơn tha thứ cho con thì cô Mỹ Sơn mới ngừng lại nha. Tại vì cái vấn đề ở đây là ở đằng sau của nó là ai. Không chấp nhận được phải không? Ghen phải không? Vậy thì ra là theo cái lời của cái vị khán giả này nói là ghen phải không? Nè, đừng có ghen. Hiểu không? Chị Mỹ Sơn không có thèm dòm. Tại vì chỉ cần chị Mỹ Sơn gặt đầu một cái là chạy tới liền. Đó, bản thân của cô không có nịnh. Bản thân của cô chỉ có những người nào cần đến cô họ nịnh cô mà thôi. Và duy nhất lúc đầu tiên là em vô ơn nịnh cô nha con. Đầu tiên cô gặp á, là cô đã né rồi. Cô đã cạch mặt ra là tại vì cái người này không đáng để cho mình tiếp xúc. Cô là người rất là thông minh và xinh đẹp nữa con. Nếu như muốn cô kết bạn thì cô sẽ kết bạn với lại những người có địa vị, như là chủ tịch của tập đoàn, ví dụ như là anh Phạm Nhật Vượng nè. Rồi ví dụ như có kết bạn thì chủ tịch, những người có địa vị như là hội đồng quốc hội đồ này kia, ví dụ vậy. Thì những người có địa vị như vậy thì cô mới muốn kết bạn kết nghĩa chứ. Dạ con chào cô Hoa Hậu Bảy Màu. Con nói cho cô nghe nè, ở cái tầm của cô đó thì làm gì có cửa để được nói chuyện hay được chơi kết thân với lại chú Phạm Nhật Vượng. Ở cái tầm của cô thì chỉ có thể chơi với Nguyễn Đăng Vlog nè, rồi cái thằng Kiệt gì đó, rồi cái thằng mà nói chung là Thịnh rồi đó, mấy cái thằng đó là cái tầm của cô, cái level của cô. Còn đỡ hơn một chút xíu là chơi với lại anh Quốc Võ. Còn đỡ hơn một tí nữa là cô có thể chơi với lại anh Vũ Le. Là cái tầm cao nhất rồi đó. Cái level mà mắc level á là chơi với Vũ Le. Còn cái tầm của cô là không có cửa nào để mà chơi kết giao gì với chú Phạm Nhật Vượng hết. Giống như cái cô có nhớ cái thời mà cái đợt mà cô đi ra ngoài Hà Nội không? Cô nghe tên cô Nguyễn Phương Hằng với chú Huỳnh Quy Dũng ra Hà Nội, cái cô tự đón máy bay đó cô. Cái cô ra đó cô ngồi ở trước khách sạn đó, cô ngồi ngày này qua ngày nọ để hy vọng gặp cô Hằng và chú Dũng. Thì cô Nguyễn Phương Hằng thấy cô ngồi ở ngoài mà khách sạn mà ngồi ngoài nắng ngoài mưa thấy tội nghiệp quá, cho nên là cô Nguyễn Phương Hằng mới cho cô cái cơ hội để mà đi theo đoàn, có nghĩa là được đi vô khách sạn rồi vô nhà hàng rồi đó. Là tại vì cô Nguyễn Phương Hằng thấy quá tội nghiệp, trong khi những YouTube khác là được mời đi và ai cũng được cô cho tiền, còn riêng cô là không có được mời, cô tự ý đi. Tại vì cô muốn dựa vào cô Nguyễn Phương Hằng để được nổi tiếng. Nhưng mà rất là tiếc là trong cái quá trình mà cô Nguyễn Phương Hằng cho cô mà tham gia vô đó thì cô rất là nhoi, mặc dù cái tuổi của cô thì nó cũng quá tuổi rồi, là gái có tuổi rồi đó. Nhưng mà cô rất là vui nhoi, và đặc biệt là cô thấy những người mà đàn ông á, ví dụ như là chú Huỳnh Quy Dũng hay là bạn của chú Huỳnh Quy Dũng rồi đó, thì cô gần như là cô rất là giống như kiểu là cô nhào vô rồi cô kết thân kết giao, rồi cô cứ giống như kiểu mà thanh xà bạch xà đó, cô là cô quấn như vậy đó. Cô Nguyễn Phương Hằng rất là khó chịu và cô Nguyễn Phương Hằng đã đuổi cô tại ngoài đó. Đuổi cô và cô đã bật khóc tại chỗ. Có nhớ không? Nghe YouTube ngoài đó, cái thời cái đợt đi đó đó, ai cũng kể là cô bị cô Nguyễn Phương Hằng là đuổi tại đó luôn. Tại vì quá lâu nhoi.
Và đặc biệt là thấy những cái chú Huỳnh Quy Dũng hay chú này chú kia là kiểu cô nhảy vô và cô kiểu mà cô quấn quấn là cô giống như thanh xà bạch xà vậy, rồi cô Nguyễn Văn Hằng thấy quá kỳ cục và cô Nguyễn Văn Hằng đuổi tại chỗ, rồi cô đã bật khóc và cô đón xe lửa về, tại vì cái lúc ra thì có tiền, lúc về hết tiền, lúc đi hết mình, lúc về hết hồn, đã là lúc về là đón đón xe lửa về, có nhớ không? Lúc đi là đi máy bay, tại vì cũng như lúc đó là cũng gán, nhưng mà không có ngờ là tưởng đâu là tôi được cô Nguyễn Phương Hằng bao, xong rồi không chuẩn bị tiền, tới lúc về là đâu có tiền đâu, là đi đón tàu lửa tàu ơi gì đó là về. Cho nên là cái level của cô thì không thể nào mà mơ mộng tới cái chuyện mà chơi với chú Phạm Nhật Vượng được đâu cô ơi. Người ta là tỷ phú, người ta là tỷ phú triệu phú gì đó, thì cái level của cô làm gì có cái cơ hội để mà được chơi với những người đó gì cô. Trời ơi, cô là chỉ có thể chơi với Nguyễn Đăng Vlog nè, thằng Kiệt, thằng Thịnh đâu đó đó đó, còn cao hơn một chút xíu là Quốc Võ, còn đờ, còn kiểu mà cái level mà mắc level á, có nghĩa là cái tầng thứ 9 đó, cái tầng cao nhất đó là Vũ Le. Làm gì có cái cửa mà mơ mộng tới những cái tỷ phú rồi gì trời. Cô tưởng đâu cô là ai? Cô tưởng đâu cô là hoa hậu hả cô? Trời ơi, cô đăng đăng mấy cái hình mà cô đội vương miện mà cô không thấy mắc cười hả cô? Cô đã không có được đẹp mà thêm nữa là cô cũng không có trình độ nữa. Không có trình độ, không có học thức nữa thì làm sao cô đủ cái level để mình ngồi nói chuyện với chú Phạm Nhật Vượng? Hả? Có cái tiệm vàng mà cũng đã dẹp từ lâu rồi, do không có khả năng kinh doanh, kiểu mà mình không có trình độ đó, cho nên là kiểu mình có tiền rồi mình mở ra thôi, nhưng mà kinh doanh vàng bạc đá quý thì người ta cần phải có cái đầu để người ta đi trước thời đại, người ta phải chuẩn bị trước mọi thứ. Và bản thân cô là một người không có trình độ cũng như không có học thức, chưa bao giờ trải qua một cái trường lớp quản trị kinh doanh thì làm sao cô đứng vững trong cái lĩnh vực đó được. Vàng bạc đồ này nọ là phải có những người ta phải am hiểu rất là rộng về thị trường, và người ta phải có cái đầu để người ta phán đoán, người ta phải có những cái dự báo rồi đó, phải chính xác. Còn cô là mở ra cho vui rồi xong rồi dẹp ngay lập tức, tại vì cái trời ơi nói thiệt chứ, chủ chủ một tiệm vàng á, người ta nhìn cái là ra dáng liền, rất là điềm tĩnh, rất là được lòng mọi người. Bán vàng là phải được lòng những người hàng xóm nha, cái gì không cần chứ bán vàng là cần nha. Bán vàng là những người mà trong xóm vòng vòng đồ này nọ đó, mọi người trong ấp trong huyện đó là người ta phải rất là trân trọng, rất là tôn trọng thì bán mới được, từ đó mới có danh tiếng, thì những người ở xa xa chút người ta mới tới mua. Còn bản thân của cô trong xóm ai cũng không có thích cô thì cô bán cho ai? Cô đâu có bán online được, bán vàng đâu có bán online đúng không cô? Hàng xóm cô không ai thích cô hết trơn á, người ta thấy cô là người ta quá sợ luôn rồi. Cô đi ra đường cô đâu dám đi bộ, cô lúc nào cô cũng đi xe hết trơn á, thì làm sao mà bán vàng được đúng không mọi người? Chứ cảnh nói mọi người có thấy chính xác không? Mọi người để ý mấy cái tiệm vàng mà gần gần nhà mọi người á, người ta sống chan hòa lắm, và cái mặt của người ta phúc hậu lắm, hiền lắm mọi người, người ta hiền, người ta phúc hậu lắm, để mình mua rồi lỡ mình có vấn đề gì, mình có bị hư hay bị gì đó là mình thấy cái người ta hiện vậy mình còn tới để mình nhờ người ta chỉnh sửa đâu. Còn cái miệng của cô hoa hậu như vậy đó thì ai mà dám tới mà cầm len đâu được, người ta tới cầm len rồi cô nói người ta thế này thế kia, cho nên là cô dẹp tiệm là đúng rồi, chỉ có là sớm hay muộn thôi, cái điều đó là phải xảy ra, bởi vì cô là người không có trình độ, cô là người không có văn hóa, cô là người rất là vô văn hóa, cho nên là cô không thể nào mà làm chủ tiệm vàng được, cho nên cô phải dẹp tiệm. Thì nói tóm lại là cái level của cô là một cái level nó rất là thấp, nó chỉ có thể ngang ngửa với lại Thám Tử Cao nè, hay là Thủy Lê nè, rồi Trang Trang Vina nè, hoặc là 8Vlog rồi đó đó, hoặc là Hồ Tuyền rồi đó, rồi hoặc là Nguyễn Đăng đâu này nọ, là cô ngang cái level, cô là level cô là ngang, còn cao hơn cô một chút là Quốc Võ.
rồi cao hơn một tí nữa là Vũ Le. Vũ Le thì thật sự mà nói thì không phải là trình độ cao hơn cô, nhưng mà cũng là người có tiếng, có nghĩa là nghệ sĩ đó, thì nó cao hơn cô là về cái mặt hình ảnh thôi. Còn về trình độ thì không biết, cao hơn cô thì không biết, tại vì cô không có nghe nói là học hành gì hết á, thì không biết là cao hơn hay không. Nhưng mà về cái sự nổi tiếng thì có vẻ như Vũ Le là nổi hơn, tiếng hơn cô, cho nên là cái level thì cũng sẽ cao hơn cô đó cô. Cô muốn biết cái người đứng phía sau Chí Cảnh là ai đúng không? Thì ngày hôm nay Chí Cảnh xin phép trả lời với cô là thật sự Chí Cảnh không có người đứng sau, không có người chống lưng, không có ai cả. Chí Cảnh là tự lên tiếng khi thấy bức xúc và khi thấy ai yếu cần bảo vệ thì sẽ bảo vệ. Và đặc biệt Chí Cảnh chỉ bảo vệ người đúng, chỉ bảo vệ người lương thiện, chưa bao giờ Chí Cảnh binh những người kiểu mà không có chân chính, là Chí Cảnh không có binh. Thì nói thẳng cho cô luôn là phía sau Chí Cảnh không có ai cả. Nhưng Chí Cảnh thì rõ ràng sẽ không có một ai đứng phía sau để bắt Chí Cảnh làm cái này làm cái kia, bắt Chí Cảnh phải nói cái này nói cái kia, rồi chi một số tiền nào đó để mà bảo kê Chí Cảnh, là không có bất kỳ ai cả. Nhưng phía sau Chí Cảnh có rất là nhiều người ủng hộ tiếng nói của Chí Cảnh, và trong đó thì có rất là nhiều người cũng khá là kiểu cũng khá là có uy tín, có những cái tiếng nói á. Phía sau Chí Cảnh thì rõ ràng sẽ không có một ai mà ra lệnh hay là xui khiến hay là thuê mướn gì cả, nhưng sau lưng Chí Cảnh thì có rất là nhiều người ủng hộ, ví dụ như là Masu, chị Ni, Hồng Loan, Linh Tý Bích Châm, Võ Diệp Bân, rồi anh Song Minh nè, rồi bác sĩ Long nè, nói chung là có rất là nhiều người rất là thích và ủng hộ Chí Cảnh, chứ không có có thuê mướn hay là đứng sau để ra lệnh hay là sai khiến gì cả, không có. Người ta chỉ là thấy Chí Cảnh rất là dễ thương, rồi Chí Cảnh lên tiếng bảo vệ cái đúng, bảo vệ Hồng Loan, thì mấy anh chị đó rất là thương và ủng hộ Chí Cảnh. Nếu như mà mấy anh chị đã thấy cái Chí Cảnh nói hay, hoặc là có những cái like mà Chí Cảnh nói rất là đúng, thì mấy anh chị đó chia sẻ giùm Chí Cảnh, hoặc là mấy anh chị đó like cho Chí Cảnh, hoặc là comment thể hiện cái sự yêu thích đó, chứ không có bất kỳ ai đứng phía sau cả. Ngay cả Masu cũng không có đứng phía sau để mà xúi Chí Cảnh hay là bắt Chí Cảnh là phải thế này thế kia, không có. Masu chỉ ủng hộ tiếng nói của Chí Cảnh khi Chí Cảnh đúng. Nói chung là con người thì có đúng có sai, có những lúc Chí Cảnh cũng sai, có những cái thì Masu cũng không có đồng tình với cái tiếng nói của Chí Cảnh, nhưng mà đa số là sẽ rất là ủng hộ. Còn có những cái mà ví dụ như Chí Cảnh làm mà Chí Cảnh không có hỏi ý Masu, hoặc là Chí Cảnh tự nói, thì có những cái Masu cũng không đồng tình. Ví dụ như trong cái drama của cô Nguyễn Phương Hằng thì có những lúc Masu cũng không có đứng về phía Chí Cảnh, tại vì có những khi mà cô Hằng làm cái này làm cái kia thì Masu cảm thấy không có đúng thì Masu không có ủng hộ, nhưng mà để nó đứng phía sau thì không có, chỉ là những anh chị đó ủng hộ Chí Cảnh, rất là thương Chí Cảnh, bởi vì thấy Chí Cảnh lên tiếng rất là mạnh mẽ, lên tiếng rất là công tâm, lên tiếng ủng hộ Hồng Loan hết mình, thì mấy anh chị đã ủng hộ, chứ không có bất kỳ một cái sự đứng sau nào cả. Cho nên là cô đừng có nói là cô muốn tìm cho bằng được ai đứng phía sau, ai đứng phía sau, không có người nào đứng phía sau cả cô ơi, không có ai đứng phía sau Chí Cảnh cả đâu cô. Chí Cảnh đâu có cần người đứng phía sau, Chí Cảnh đâu có cần người đứng phía sau cô. Mà cô kêu là cô muốn tìm tìm biết khi nào cô tìm đến khi mà cô coi chừng là cô không có đủ thời gian để mà chờ luôn đó. Người phía sau là không có. Chí Cảnh xin kiểu mà thường thì cô sẽ không có đủ cái level để Chí Cảnh thề đâu, nhưng mà Chí Cảnh sẽ nói cho cô biết á là Chí Cảnh nói có trời có đất á, là không bao giờ có người đứng phía sau Chí Cảnh, đó là sự thật. Làm gì mà cần phải có người phía sau, Chí Cảnh là một cái kênh, trời ơi. Có những lúc mà Chí Cảnh cảm thấy bức xúc thì Chí Cảnh tự nói thôi, chứ làm gì cần người phía sau hả 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 cô Mỹ Mào. Rồi cô có đứng phía sau ai không, mà sao cô thích nghĩ bụng ta suy ra bụng người quá vậy.
Chí Cảnh rõ ràng cái tiếng nói của Chí Cảnh thì nếu như mà có một người đứng phía sau thì tiếng nói của Chí Cảnh sẽ rất là khác nữa, tại vì nó sẽ chuyên nghiệp hơn, nó sẽ không có lan man, nó không có nhiều vấn đề. Nếu như có một người nào đó đứng phía sau Chí Cảnh thì tiếng nói của Chí Cảnh sẽ cực kỳ ít lại, chứ không có lan man như bây giờ đâu. Tại vì Chí Cảnh có người đứng phía sau, tức là người ta đã bỏ tiền thuê Chí Cảnh, đúng không? Người ta bỏ tiền thuê Chí Cảnh, người ta đã bỏ ra một số tiền lớn để người ta thuê Chí Cảnh, người ta bắt Chí Cảnh, thì cái tiếng nói của Chí Cảnh không được phép mà nó quá nhiều như vậy. Nó sẽ giới hạn nội dung và không được lan man. Còn bây giờ là Chí Cảnh nói tùm lum hết trơn thì ai mà đứng phía sau? Cô phải hiểu một cái vấn đề đó, có thể là cô không có đi học, trình độ của cô thì nó quá thấp, cho nên là cô không có hiểu được một những cái vấn đề về vĩ mô á, cho nên là cô nghĩ là chắc là ai đứng phía sau nhưng mà nếu như có người đứng phía sau là nó sẽ khác liền, tại vì cái tiếng nói của Chí Cảnh nó sẽ tập trung, vào những cái vấn đề chính và nó không được phép lan man hay là nói nhiều chủ đề hay là tùm lum là không có được. Và thêm nữa, có người đứng phía sau là nó sẽ có một cái sự lập trình, có nghĩa là đúng ngày đó, giờ đó, một ngày là phải lên bao nhiêu like, bao nhiêu video và nói về vấn đề gì, là nó phải đi lập trình như vậy. Còn Chí Cảnh là có ngày mấy ngày nay Chí Cảnh không có like, không có lên cái video nào luôn á, kiểu mà làm biếng đó, rồi chỉ có live stream thôi đó, cho nhanh lẹ đó. Thì như vậy thì ai đứng phía sau? Không có ai đứng phía sau cả. Và đặc biệt nếu như mà Chí Cảnh bị một người đứng phía sau là nó sẽ mất đi cái sự tự nhiên, mất đi cái sự vui vẻ rồi. Nếu như mà có người đứng phía sau là mình lên nói với một cái thái độ rất là chuyên nghiệp, tại vì người ta chỉ đạo mình mà mình lên mình nói mà nó không có được tự nhiên. Còn bây giờ Chí Cảnh là mọi người thấy không, rất là vui, lên thích nói gì nói, là nó vui vẻ. Và có những lúc Chí Cảnh cũng bị phạm những cái sai lầm, có những lúc thì Chí Cảnh lên và có những cái sai lầm chứ đó, con người ai cũng có sai lầm, ai cũng có bị mắc lỗi cả. Thì nếu như mà Chí Cảnh được một người nào đó đứng phía sau thì cái sự bài bản và cái sự chuyên nghiệp nó rất là đưa lên và sẽ không bao giờ có một cái sự sai sót. Cô hiểu chưa? Tiếp theo là cô đưa ra cái ngày để chốt kèo là ngày 26 gì đó, rồi cô kêu là lấy 1 tỷ tiền mặt đi xuống công an ở chỗ cô để mà gặp cô rồi làm hợp đồng rồi. Con nói cô nghe nè, cô Mèo ơi, cô là người đưa ra kèo thì tại sao con phải cầm 1 tỷ đi xuống gặp cô, trong khi cô là người đưa ra kèo mà cô phải cầm 1 tỷ lên chỗ con chứ, tại vì con đâu có nhu cầu để mà cá độ với cô. Cô có nhu cầu, cô sợ con lên tiếng cô rồi cô không có chỗ đứng ở trên mạng xã hội này, cô sợ tiếng nói của con, cho nên là cô muốn cá độ với con thì cô phải tự mang tiền lên. Chứ bây giờ cô bắt con lấy 1 tỷ đi xuống nhà cô, rồi lỡ con đi giữa chừng rồi con bị người ta ấy rồi sao? Sao cô ăn cái gì mà cô khôn quá vậy? Cô là người ra kèo, cô là người chủ động rất là muốn cá độ cá cược gì đó thì cô phải tự liên hệ với con, cô phải lên chỗ con chứ, cô phải mang 1 tỷ tiền mặt lên, con thấy con đếm đồ đàng hoàng chứ. Tại sao cô kiểu mà cô thích làm chủ cuộc chơi vậy? Cô người chủ cuộc chơi là con có chịu hay không, con có đồng ý hay không? Và nếu như con đồng ý thì cô phải mang 1 tỷ đi xuống nhà con. Làm gì có cái chuyện mà cô bắt con phải đi xuống nhà cô, trong khi con đâu có nhu cầu cá độ với cô. Hay là cô bị bệnh cho nên cô không có đi được, cô bị bệnh cho nên cô không có ra nắng được, đúng không? Cô sợ bị dị ứng hả? Hay sao mà phải đi xuống nhà cô? Hay là cô sợ đi ra đường? Nếu như mà con có muốn cái kèo đó thì cô phải đi xuống nhà con chứ, chứ sao bắt con đi xuống nhà cô hả cô Mèo? Trời ơi là trời, lúc nào sao cô cũng thích làm ông làm bà hết đi cô. Rồi thêm nữa là cô nói là chị Ni ghen với cô. Cô nói là chị Ni ghen với cô là tại sao anh Vũ Le cũng gọi điện cho cô, rồi anh Nguyên Vũ cũng gọi điện cho cô. Trời ơi là trời, anh Nguyên Vũ á, năm khi 10 quả, giống như kiểu mà có công có việc thì mới gọi cho cô một lần, chứ đâu phải là ngày nào cũng gọi cho cô đâu mà chị Ni ghen. Trong khi anh Nguyên Vũ gọi điện cho chị Ni mỗi ngày mà.
thì có công có việc, tại vì anh Nguyên Vũ thấy là cô đi lên cô nói cái vụ ADN mà nói không có đúng đó, rồi anh Nguyên Vũ muốn gọi cho cô để cho cô thôi đừng có nói nữa, không có biết gì thì thôi. Và đặc biệt anh Nguyên Vũ không có muốn trên cái tên của mình lên trên mạng xã hội làm ồn ào, cho nên anh Nguyên Vũ mới gọi cho cô, mà cô hiểu lầm, cô tưởng đâu anh Nguyên Vũ yêu cô, rồi cô nói chị đi ghen. Cô bớt bị ngộ nhận đi cô ơi, hình như là cô ngoài cái căn bệnh nan y là cô còn bị bệnh quan tưởng đó. Anh Nguyên Vũ á, gọi cho cô là tại có công có việc, thấy cô cứ gọi tên anh Nguyên Vũ hoài, anh Nguyên Vũ rất là khó chịu. Anh Nguyên Vũ đã nói là không có thích lên mạng xã hội nữa, muốn được bình yên làm nghề, mà cô cứ ghéo gọi tên anh Nguyên Vũ hoài, cho nên là anh Nguyên Vũ mới gọi cho cô để kêu cô im, cô tha cho ảnh đó, đừng có ghéo gọi tên ảnh chứ không có năn nỉ với trơn á, tại vì cô bị hiểu lầm. Cô lần đầu tiên được trai gọi mà trai đẹp, trai nổi tiếng, là ca sĩ nổi tiếng, rồi cô kiểu cô bối rối, cô bồi hồi, rồi cô kiểu cô giống như cô chơi với, cô lạc chơi, rồi cô tưởng đâu anh Nguyên Vũ yêu cô, chứ anh Nguyên Vũ nào mà yêu cô, mà cô nói là chuyện đi ghen. Còn Vũ Lê gọi cho cô thì con không biết, Vũ Lê ổng gọi cho cô, ổng kết thân kết giao gì đó thì con không biết, ổng đó thì con không có hiểu được. Ông nói là cần phải kiểu bà Lê Lê bà hiểu hay không thì con không biết. Cái vụ mà ông Nguyên anh Vũ Lê gọi chủ động gọi cho cô rồi bị cô ghi âm rồi đó, thì thật sự mà nói thì con không biết, con không biết là mục đích của ổng là gì, có thể là ông thấy cô quá đẹp thì cũng không biết, rồi không biết là ổng có thích cô hay không thì con cũng không biết luôn he. Ông Vũ Lê là con không hiểu được, nhưng mà anh Nguyên Vũ là con hiểu, con hiểu là anh Nguyên Vũ tại vì ảnh không thích cái tên của ảnh được được cô nhắc quá nhiều, ảnh muốn yên bình để làm nghề cho nên mới gọi cô để cô tha cho ảnh đó, đừng có gọi tên ảnh nữa, ảnh mệt mỏi lắm, ảnh muốn bình yên, hiểu chưa? Và cũng nói cho cô về cái việc đừng có lên phân tích ADN, tại vì cái tầm của cô á nó quá thấp, không hiểu được đâu, lên nói sai khán giả cười thì ảnh cũng tội nghiệp cho cô, ảnh cũng thương tội nghiệp cô là sợ cô bị cười đó, rồi ảnh kêu thôi nín đi đó. Chứ anh Nguyên Vũ nào mà yêu cô mà chuyện đi ghen, trời ơi chuyện đi nào mà rảnh ghen với cô, trời ơi, người ta có ghen ghen với ai đi chứ bắt mớ gì mà ghen với cô hả trời. Trong khi đó cô đi ra ngoài nói thiệt chứ ai cô cũng tưởng đâu người ta thích cô hết trơn, cô đi ra ngoài cô giống như không biết là cô cái có bị bệnh quan tưởng hay là cô cái bị bệnh ngộ nhận hay không, cô cứ lúc nào cô cũng tưởng đâu mình là một người phụ nữ đẹp rồi ai đàn ông ai cũng để ý cô. Trời ơi họ nhớ hỏi lần có đi hình như có đi ăn với chị Ni á, cái xong rồi cái người ta nhìn ai đâu á, à đúng rồi tao nhớ rồi, cô á kể với chị Ni là trời ơi em ơi chị đi với cái ấy đó hả, cái ông đó nhìn chị quá trời, cái ông đó nhìn chị quá trời, chắc ông thích chị đó em, kể với chị Ni vậy đó. Mà con nói cô nghe nè, người ta nhìn cô là tại vì cô lớn tuổi mà cô bận quá nhiều màu, cô bận bảy màu, cô chơi cái nơ màu đỏ, cái đôi vớ màu xanh, cái bông tai màu hường, rồi cái vòng màu tím, rồi nói chung là có bao nhiêu màu sắc là nó cô dét đi hết luôn. Thì người ta thấy lạ quá, người ta thấy là một người phụ nữ mà quá lớn tuổi mà tại sao lại màu sắc như vậy, thì người ta thấy lạ, người ta nhìn, mà người ta nhìn thì cô tưởng đâu người ta thích cô. Cô kể với người này người kia là trời ơi trời, em thấy không chị đi mà cái đó kìa nhìn chị quá trời, nhìn chị kìa em trời thích chị kìa, nhìn chị thích chị không có thích đâu, người ta thấy lạ đó, người ta thấy là ôi sao cái bà này bán bảo màu như vậy đó mọi người, thì người ta nhìn cô chứ người ta nhìn với một cái ánh mắt là kiểu mà nhà chơi với, một cái ánh mắt mà hoang mang, một cái ánh mắt mà kiểu mà sao ta cái ánh mắt mà kiểu tò mò đó cô, kiểu mà oh my god đó, kiểu mà ấy đó, chứ không phải là nhìn với một cái ánh mắt mà mơ màng, không phải nhìn một cái ánh mắt mà si mê, không phải là kiểu mà trời ơi si mê yêu đương gì đâu cô ơi, người ta thấy lạ quá. Mà cô thì cô tưởng đâu người ta thích cô chứ thật ra ai mà thích trời, thiệt sự mà nói luôn đó. Cho nên là thôi bây giờ nói nghe là đi trị bệnh nan y, sẵn đi trị bệnh quan tưởng luôn, đi vô trong 192 hàm tử đi khám luôn, đi đi khám thần kinh luôn á, coi thử là mình có bị hoang tưởng không, mình có bị kiểu mà mơ mộng đâu đó cô, chứ ai mà thích cô.
Trời ơi, người ta có thích, người ta thích con nè cô ơi. Người ta có thích, người ta thích con nè. Trời ơi, con vừa đẹp quá mà. Con đẹp quá, con vừa đẹp vừa trẻ mà vừa rẻ nữa lận. Con vừa đẹp vừa trẻ mà vừa dễ thương nữa. Mà cô nghĩ sao mà người ta mà thích cô trời. Cô ơi, mình hãy xem lại đi cô ơi. Nhất là tôi nói thiệt chứ, cái tóc của cô đó, trời ơi là trời, sao mà cô thích uống sợi mì sợi ơ để người ta gọi cô là hoa hậu mì ly vậy cô? Bữa nào duỗi tóc ra cho nó thẳng thẳng đi cô ơi he, bữa nào duỗi tóc ra cho thẳng gì nè, giống như con gì nè cho đẹp cô. Tóc mình ấy quá xù quá cô ơi, hoa hậu mì ly đó người ta đặt cho cô đó. Cái gì vậy cô, hay là rụng hết rồi hay sao, hay là vô thuốc là rụng hết rồi phải làm vậy cho nó thấy tóc nó nhiều hả cô? Trời ơi là trời, cô kêu là cô dí tới cùng rồi, dí chị Ni bị ấy thì cô mới buông tha đồ. Trời ơi, chị khuyên em không nghe lời chị, cho nên bây giờ chị phải dí em cho em vào trong kia rồi chị mới 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 hả dạ đồ. Quá trời cái nết của cô, thật ra mà nói sao mà cô. Con nói thiệt nha, cái này con nói thiệt luôn nè, mấy cái người mà bị bệnh nan y á, mà đâu phải tự dưng người ta lấy cái bệnh của cô ra để người ta nói đâu. Tại cái miệng của cô bị bệnh mà cô không có biết tu. Cô bị bệnh mà cô không có biết tu, cô cứ lên cô lợi dụng cái tên Hồng Loan chị Ni để mà cô kiếm like kiếm view như vậy. Thì người rồi cô than cô bị bệnh, tới khi mà cô bị chỉ trích thì cô nói là cô bệnh. Cô vô nước biển đâu mà cô có thấy một cái bà nào bị bệnh nan y mà vừa ngồi chuyền nước mà vừa lên, lên nói người ta không? Trời ơi, thật sự mà nói những người nào mà bị bệnh nan y là người ta buông bỏ hết, người ta không màng thế sự nữa, tại vì cái cuộc sống, cái sức khỏe nó rất là quý giá. Người ta dành thời gian cho sức khỏe, cho những cái người ta đi tìm những cái phương thuốc để người ta điều trị cái bệnh của người ta, và đặc biệt người ta chỉ muốn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thôi. Rồi thêm nữa con nói cô nghe là tự dưng cái cô kia con với cô đi cá độ. Mà trong khi cái kênh của con là cái kênh nó rất là hot, một cái kênh được 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 view rất là cao, một cái kênh được nhiều người yêu thương dữ dội và view rất là cao. Còn cô là một kênh hết thời, một kênh không ai biết tới nữa, một kênh không còn chút giá trị và tiếng nói không còn chút mà kiểu mà ai ủng hộ nữa, thì làm sao mà đi 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 cá gì với con? Bây giờ mà có môn mà cô làm cá với lại 8Vlog nè, hay làm Trang Vina nè đó, những cái kênh mà cùng hot thời với nhau thì đi cá với nhau thì ok. Còn con đang hot như vậy mà cái kênh của cô lại bị giới hạn kiếm tiền nữa. Cô là bây giờ là gần như không có quảng cáo luôn, tại vì video là toàn là lên, tại vì do cô không có trình độ, không có học thức đó, cho nên là cô không có biết sử dụng cái từ ngữ để thay thế. Cô hoàn toàn không biết sử dụng những cái từ nói giảm nói tránh, cô không biết sử dụng những cái biện pháp tu từ ẩn dụ này nọ, là cô không biết làm. Và đặc biệt là cô cũng không có biết văn thơ, không biết ca dao tục ngữ, không biết bất kỳ một cái gì cả, cho nên những cái lời nói của cô á nó không phù hợp với quảng cáo, cho nên hầu như những cái video của cô là phải sử dụng những cái từ mà khóa ra để mà được bật kiếm tiền, ví dụ như là nen gen da me rồi này nọ rồi đó, là cô phải để cái từ đó vô thì cô mới được xanh tiền, chứ nếu cô không để mấy cái từ đó là cô bị dàn tiền liền, tại vì cái ngôn ngữ của cô á nó quá hẹp á. Cô là một người không có ngôn ngữ, cho nên là cô không có biết cách để mà cô làm phong phú lên ha, cho nên là cái kênh của cô thì rõ ràng không có thể kiếm tiền được, nó không có quảng cáo, tại vì nó bị phạt tiền mà. Ai làm YouTube thì sẽ biết rồi, khi mà nói những cái từ mà vi phạm nguyên tắc á mọi người thì sẽ bị phạt tiền, lúc đó thì phải sử dụng một cái thuật thự thuật thủ thuật gọi là lách luật đó, có nghĩa là thêm những cái từ mà nen gen rồi da me don rồi này nọ, là bả kênh của bả hay để lắm, nhưng mà bây giờ bả có để cái đó cũng không còn tác dụng luôn, có nghĩa là bị hạn chế luôn, bả có để cũng không, cho nên những cái tập mới nào mọi người thấy không, bả không có để cái chữ từ nen gen gì nữa, tại vì không có quảng cáo nữa. Cho nên là bây giờ là bả kiểu bả thấy thôi, không có quảng cáo, là bả thấy mấy cái video gần đây không, bả nói rất là mạnh mẽ, chứ bả đâu có giống như hồi trước. Hồi trước là bả sợ bị vàng tiền cho nên bả không có dám nói, còn bây giờ là bả đã bị vàng tiền hạn chế rồi, cho nên là thôi lỡ nói luôn, đúng không?
thì cái kênh của cô đang bị hạn chế kiếm tiền, còn cái kênh của Chí Cảnh đang kiếm tiền bình thường, mà tại sao con với cô phải đi cá với nhau, nó đâu có công bằng. Tại sao con bỏ 1 tỷ, cô bỏ 1 tỷ? Cô là nhiều khi con bỏ 1 triệu là cô phải bỏ 1 tỷ thì mai ra còn được. Tại vì cái level của hai đứa mà nó hoàn toàn khác nhau, con một trời, cô một vực, thì làm sao mà bỏ tiền giống nhau được? Nó phải cùng cái level thì mới có thể là bằng nhau. Còn bây giờ con đang ở một cái level cao như vậy, còn cô là ở dưới đây nè, thì làm sao mà chúng ta đi ra mà bỏ tiền với nhau được? Cô thì có thể là bỏ tiền ví dụ như là Nguyễn Đăng rồi này nọ rồi đó, thì những cái kênh mà hot thời, những cái kênh mà không ai quan tâm á thì ok. Còn con là đang là một trong những cái ngôi sao rất là sáng ở trong cái drama này, mà cô kêu là bây giờ là kêu cá với cô, rồi khán giả không không nghe 3 năm mà không nghe tiếng nói của con, rồi khán giả buồn, rồi người ta bị trầm cảm hết rồi sao? Trời, trong cái drama này mà không có tiếng nói của Chí Cảnh là sẽ bị trầm cảm, tại quá buồn. Có Chí Cảnh là vui liền, đúng không? Mà tự nhiên bây giờ kêu cá, cá cái gì mà cá, người ai mà cho cá độ cá ơ mà kèo cờ này nọ đâu, nào làm sao mà ai mà cho. Gợi thêm nữa là cô nói là Chí Cảnh là người đi vô drama là sau cùng, đầu tiên là Chí Cảnh lên, Chí Cảnh nói Hồng Loan, Chí Cảnh chỉ trích Hồng Loan. Rồi sau đó không có view, rồi Chí Cảnh mới chuyển qua ủng hộ. Không có cái đó nha cô nha, không có cái chuyện đó. Đầu tiên là Chí Cảnh ủng hộ Hồng Loan trước. Những video đầu là Chí Cảnh rất là ủng hộ Hồng Loan, tại thấy Hồng Loan rất là tội nghiệp, rất là hiền. Trong cái lúc mà lên mộ đó mọi người, mình thấy một người con gái mà lên là coi như thể hiện một cái sự bức xúc, một cái sự bất lực, bởi vì những người kia chèn ép đó mọi người, mình thấy rất là tội nghiệp. Và mình nhìn cái cách nói chuyện là mình rất là thương và mình rất là tin luôn. Mình thấy là wow, cái chuyện này rất là dễ thương. Thấy là trời ơi, bị chèn ép là đúng vào cái điều mà Chí Cảnh rất là quan tâm. Chí Cảnh rất là thích bảo vệ những người mà sức yếu thế cô. Cho nên trong những video đầu tiên là Chí Cảnh có lên tiếng ủng hộ, chứ không phải là mới vô Chí Cảnh nói rồi bị không có view, Chí Cảnh mới chuyển, là không có. Đầu tiên là Chí Cảnh ủng hộ, nhưng tại thời điểm đó là Chí Cảnh không có bước vào cái drama, cho nên lúc đầu Chí Cảnh rất là bảo vệ và lên tiếng binh vực Hồng Loan. Nhưng mà kiểu lúc đó là Chí Cảnh không có phải là người trong drama, không có theo dõi hết mọi diễn biến, chỉ có thấy lâu lâu mà có rất là nhiều kênh cũng nổi tiếng rồi đó đưa lên, thì Chí Cảnh thấy hình ảnh Hồng Loan như vậy thì Chí Cảnh lên tiếng ủng hộ. Nhưng mà có một lần là trong cái vụ mà cho cái bà mà Oisin á với lại mẹ con bà Sáu ao ra, thì thật sự mà nói Chí Cảnh rất là đồng tình để cho mẹ con bà Sáu ao ra. Tại vì Chí Cảnh rất là khó chịu với mẹ con bà, tại vì mẹ con bà kiểu mà không có để cho Hồng Loan quyết định một cái gì cả, rồi giống như kiểu muốn làm mọi thứ, thì Chí Cảnh rất là ủng hộ là cho mẹ con bà ra. Nhưng mà lúc đó thì Chí Cảnh có lên tiếng là nói là giống như kiểu là thấy đi đưa đưa đẩy cái bà Oisin luôn. Thì ban đầu á, nghe truyền thông nói cái bà này là một cái bà Oisin rất là tốt, kiểu mà theo hy sinh thanh xuân đồ để mà đi theo lo lắng cho chú từng chút một, và bệnh tật đồ này nọ là bả lo hết một tay, nấu nướng ăn uống là bả lo hết. Thì lúc đó đó mình nghe truyền thông á, nói là bả rất là ok như vậy, thì bả cũng bị đuổi chung với lại mẹ con bà kia. Rồi xong đó lúc đó thì thật sự mà nói có những người mà cũng khá là thân trong gia đình nó có gọi cho Chí Cảnh, nhưng mà kể không có đúng sự thật. Có nghĩa là nói là Chí Cảnh ơi, em thấy không, nó được mọi người ủng hộ, cái bây giờ nó làm tới nó đuổi luôn cái Oisin ra. Nó đuổi luôn Oisin ra, trong khi Oisin là lo cho chú, thương cho chú mà kiểu mà là gắn bó cũng mấy chục năm rồi, mà bây giờ đuổi ra rồi, bà Oisin bà khóc quá trời. Thì lúc đó Chí Cảnh nghe gọi báo cho Chí Cảnh như vậy, rồi Chí Cảnh nói ôi trời sao tội nghiệp bà quá vậy, rồi bây giờ bà biết đi đâu về đâu. Thật ra lúc đó mình đâu có biết bà có nhà có cửa đâu mọi người, mình cứ tưởng đâu là bà dành cả thanh xuân rồi đi theo, rồi bây giờ bà bơ vơ rồi bà bị đuổi ra như vậy. Thì lúc đó Chí Cảnh có lên một cái clip, Chí Cảnh cũng có nói không có phải là chửi gì, nhưng mà Chí Cảnh có nói là Chí Cảnh rất là ủng hộ Hồng Loan đuổi mẹ con bà kia bà Sáu ra, nhưng còn cái bà Oisin thì thôi cho bà ở lại đi, tội nghiệp bả. Tại vì lúc đó mình tưởng đâu là đuổi chung luôn, kể cái sao mà Chí Cảnh sợ là nếu như mà Hồng Loan đuổi mà lỡ mà bị sai á, thì sẽ bị cộng đồng mạng buồn, cộng đồng mạng khó chịu, thì Chí Cảnh chỉ khuyên thôi.
Chứ cảnh đó là thôi trời ơi, bà đang được cũng một cộng đồng mạng ủng hộ đó, thì thôi bà coi là thử coi sao, bà giữ lại cái bộ sim đi, tội nghiệp bà. Tại lúc đó mình đâu có biết cái bộ sim là fan của bà kia. Cái người mà gọi cho Chí Cảnh báo tin là nói chung là cũng là những người mà cũng thân thiết với gia đình rồi đó. Rồi gọi báo mà báo sai đó mọi người. Gọi báo như vậy rồi Chí Cảnh mới lên một clip, Chí Cảnh nói là trời ơi thôi để lại bà ô sinh đi tội nghiệp bả. Tại mình tưởng đâu là bả bơ vơ. Rồi bả cũng dành cả đời, rồi cũng nghe truyền thông kể là bả là một người hiểu ý chú. Rồi trong những lúc chú bệnh đau là bả là một người săn sóc, rồi này nọ đồ, rồi nấu nướng hiểu ý chú. Rồi nói chung là ấy thì mình thấy tội nghiệp bả đúng không mọi người? Mình cứ tưởng đâu bả là một người bình thường, rồi bị đuổi rồi sẵn đuổi luôn bả thì mình thấy tội nghiệp. Chứ ai mà có ngờ là sau này bả cũng quá trời quá đất, lúc mà bị đuổi ra rồi bả đòi bàn thờ bàn ơ, rồi bả làm như vậy, rồi bả về phe của bà kia. Mình lúc đó đâu có biết, lúc đó không có biết, lúc đó không có biết mọi người. Thì Chí Cảnh có lên khuyên, nói chung là lên nói trời ơi bà Loan ơi, bà Loan, bà đừng, bà đang được mọi người ủng hộ thì thôi bà ấy đi, bà đuổi hai mẹ con bà kia là ok, nhưng mà bà hộ sinh thì thôi bà gán giữ lại bà đi, tội nghiệp bà. Mình tưởng đâu bà kiểu mà không chồng không con là không biết đi đâu về đâu đó, tôi lên tôi khuyên thôi. Nhưng mà sau khi mà Chí Cảnh phát hiện ra là cái bà hộ sinh là cũng phe của mẹ con bà kia, rồi cũng thế này thế nọ, cho nên là trời Chí Cảnh mấy 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 không còn ủng hộ bà ô sinh nữa. Chí Cảnh mấy xin lỗi Hồng Loan, Chí Cảnh có nói là hồi xưa hiểu lầm, Chí Cảnh có nói là bà là Hồng Loan ơi, xin lỗi Hồng Loan nghe, ngày xưa hiểu lầm, tưởng đâu là bà ô sinh là kiểu mà hiền lành chất phác, cho nên là bị đuổi quan thì tôi có lên tôi khuyên, nhưng mà bây giờ tôi hiểu ra vấn đề rồi, tôi hiểu ra là không phải là ok la, mà kiểu cũng thế này thế nọ cho nên là bị đuổi chung. Nhưng mà có lên xin lỗi đàng hoàng, kiểu mà dám chơi, có làm ra là có sai là có nhận lỗi đúng không mọi người, và Chí Cảnh cũng được tha thứ liền. Tại vì những cái lời Chí Cảnh nói là không phải là để mà kiểu mà kinh khủng như những người đang nói Hồng Loan, Chí Cảnh nói nhưng mà với một cái thái độ là muốn tốt cho Hồng Loan, chứ không phải là lên rồi nói rồi thế này thế là không có nha. Cho nên tôi lên là tôi chỉ có khuyên đồ thôi, tôi nói tại vì tôi nói là đang được ủng hộ thì thôi gán đi, gán giữ lại đi, đừng có làm quá sợ quá thì khán giả người ta ấy đồ đó. Tại lúc đó thì cái hình ảnh của bà ô sinh đó được được làm rất là đẹp. Thì mình nghe vậy rồi thêm mấy cái người mà gọi điện cho Chí Cảnh nữa, nói không đúng sự thật nữa, nói là bà bị đuổi đâu rồi bây giờ bà khóc đồ rồi, bà khóc quá trời rồi bà bơ vơ không biết đi đâu về đâu. Lúc đó tôi có đâu co đâu, không có phải là người chính xác ở trong đó cho nên kiểu không có theo dõi kỳ nhiều, thì nghe kể như vậy và nghe những người thân như vậy thì mình tưởng đâu là chính xác là như vậy, cho nên cũng hơi vội vã hơi hấp tấp, cho nên là cũng đã xin lỗi rồi, cũng có xin lỗi Hồng Loan rồi, nói chị Loan ơi lúc đó em cũng không có hiểu thì em có lên em khuyên như vậy là khuyên sai, kiểu mà hiểu hiểu lầm rồi khuyên sai, nhưng mà cũng nhẹ nhàng lắm chứ không phải là kiểu mà kinh khủng và nói nặng là không có nha mọi người, nói nhẹ nhàng lắm mọi người đó. Rồi sau khi mà hiểu ra là Hồng Loan đó là Chí Cảnh càng yêu thương Hồng Loan nhiều hơn. Sau khi mà Chí Cảnh hiểu lúc đó thì Chí Cảnh mới mới hiểu rõ đó là càng yêu thương Hồng Loan và càng phải bảo vệ, kiểu mà lấy công chuộc tội đó, lấy công chuộc tội đó, là tại vì là mình hồi xưa mình trách nhầm đó, rồi mình lấy công chuộc tội, mình thấy lương tâm mình ái nái đó mọi người, kiểu mình bị dằn vặt đó mọi người, Chí Cảnh bị vằn vặt lương tâm, Chí Cảnh kiểu bị sai đó, kiểu bị hố đó mọi người. Trời ơi mấy cái người báo đó, cái báo tào lao báo làm tôi bị hố đó, rồi kiểu mà bị sai cho nên là lấy công chuộc tội, rồi sau đó mới lên tiếng ủng hộ Hồng Loan, hiểu chưa, chứ không có ai đứng phía sau hết trơn á. Trời là tại vì bị sai lầm trong quá khứ, sai lầm trong quá khứ là trách nhầm, không 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 trách nhầm trách ơ rồi đó, rồi kiểu mà rồi sau này phát hiện ra là Hồng Loan là kiểu mà thiệt thà đồ này nọ đồ, bị những người đó ấy với nhau rồi đó, rồi lúc đó là càng ghét bà ô sinh hơn, hiểu chưa. Và Chí Cảnh cũng có xin lỗi mọi người luôn, xin lỗi fan của Hồng Loan, rồi xin lỗi cô chú đồ luôn, là Chí Cảnh đã từng trách nhầm, nhưng mà chấp nhẹ nhàng chứ không có chửi. Cho tôi mà chửi là Hồng Loan đâu có tha thứ cho tôi,
Tôi mà chửi là hổng lon, là kiểu mà giận đó, là đâu có tha thứ cho Chí Cảnh. Nhưng mà kiểu mà Chí Cảnh chỉ nói nhẹ nhàng thôi mọi người, Chí Cảnh chỉ khuyên nhẹ nhàng thôi. Trời ơi, chứ làm gì có cái chuyện mà mới đầu nói hổng lon không có view. Trời ơi, Chí Cảnh lên một clip mà biết bao nhiêu view quá mọi người. Cái lúc mà Chí Cảnh chưa bước vào drama, nhưng mà kiểu lâu lâu Chí Cảnh thấy đó. Trời, cái ngày mà chú mất, nói thật chứ Chí Cảnh còn bước vào drama trước cái bà bảy màu nữa. Cái ngày chú mất là Chí Cảnh đã có clip rồi. Cái ngày chú mất là Chí Cảnh có clip nói về chú hả, là hàng triệu view luôn đó. Một cái lượng view rất là khủng khiếp luôn đó mọi người. Bây giờ có thể vào cái kênh mà Võ Hàng Chí Cảnh coi là những cái clip mà ngày xưa lúc chú mất đó, Chí Cảnh đăng một một video của Chí Cảnh là hơn 1 triệu view đó. Khủng khiếp như vậy đó. Là lúc đầu là khi chú mất là có những người mà họ tới họ câu like câu view, họ đeo vàng, rồi họ nói ở chú Vũ Linh đi đám chú Vũ Linh vui quá, rồi là Chí Cảnh lên Chí Cảnh dằn mặt liền, rồi đeo vàng đeo ơ đồ này nọ, là Chí Cảnh lên tiếng một cái là trời ơi ai cũng ủng hộ Chí Cảnh hết trơn đó. Để chia sẻ lại những cái kỷ niệm, những cái lời nói của chú đó. Cho nên nói tóm lại, cái kèo 1 tỷ là một cái kèo mà chị đang làm khó Chí Cảnh. Bởi vì thứ nhất là Chí Cảnh là một người đã nói rất là nhiều lần là Chí Cảnh không có giàu giống như chị, ai cũng biết mà. Cho nên là tự nhiên chị lấy cái kèo 1 tỷ ra, có phải chị làm khó không? Tại sao 1 tỷ? 1 tỷ thì chị có điều kiện chị làm, còn em làm gì có 1 tỷ. Cho nên là chị rõ ràng chị biết rằng Chí Cảnh làm gì có khả năng để mà có 1 tỷ tiền mặt được chị. Cho nên là trời ơi, tự dưng là tại sao 1 tỷ? Chị đang muốn biết là coi thử ở phía sau em có ai chi tiền ra cho em không á hả? Để chị biết được á hả? Nhưng mà làm gì có người phía sau, với lại có người ta cũng không có bao giờ mà người ta cho em mà tham gia cái kèo 1 tỷ đó đâu. Cho nên là chị ơi, chị bớt mơ mộng đi chị bớt chị đi khám bệnh đi chị ơi, nha chị Mào. Tự dưng đưa ra cái kèo 1 tỷ. Không phải ai cũng có 1 tỷ, ở đâu ra 1 tỷ tiền mặt? Bây giờ là kiểu kêu xách 1 tỷ tiền mặt đi xuống dưới. Có phải chị đang làm khó không? Ví dụ như người ta có 1 tỷ, người ta cũng làm gì để 1 tỷ tiền mặt ở bên ngoài? 1 tỷ tiền mặt người ta phải để người ta làm ăn, người ta để trong ngân hàng, người ta cho vay đồ này nọ đâu. Người ta gửi ngân hàng đồ, tự dưng ở đâu mà 1 tỷ tiền mặt mà ngang ngang như vậy vậy chị? Tự dưng cái đưa ra cái kèo cái đúng ngày 26 đem 1 tỷ tiền mặt đến với chị, ở đâu ra? Bản thân chị có 1 tỷ tiền mặt để trong nhà không? Nếu chị có 1 tỷ tiền mặt chị để trong nhà là chị có vấn đề đó, chị có vấn đề về bệnh này đó. Ở đâu ra 1 tỷ? 1 tỷ mà để tiền mặt đâu ngoài gì đó hả? Làm chi vậy? 1 tỷ là người ta phải đi gửi ngân hàng. Nếu như trong trường hợp mà chị không có đầu tư kinh doanh gì đó thì chị phải đi để ngân hàng. Còn ví dụ như chị là nữ hoàng bất động sản thì chị cần phải có tiền mặt để chị giao dịch rồi, thì cái đó là cái chuyện này chuyện của chị. Mà bình thường bây giờ người ta giao dịch qua tài khoản hết trơn, ai đâu mà đi rút 1 tỷ để 1 tỷ tiền mặt mà kêu đem 1 tỷ xuống dưới. Chị nói chuyện sao nó vô lý quá vậy chị, mà sao fan của chị nó cũng còn vô mà nó khen hay thằng nó gì trời hả? Ở đâu mà 1 tỷ tiền mặt? 1 tỷ tiền mặt mà cầm từ đây đi xuống dưới, trời ơi, cầm từ đây xuống dưới rồi đi đi dọc đường ăn cho bị ấy hả, mà kêu là 1 tỷ tiền mặt. Trời ơi, bây giờ là Lan muốn đổi cái điện thoại 16 cho nó đẹp mà còn không có tiền nữa nè. Mọi người thấy cái điện thoại của Chí Cảnh không, cái cục sạc là nó bị hư mà không có tiền để mua nữa nè mọi người. Cái dây sạc là phải dán băng keo nè, thấy không, nó gớt ra gớt vô nè, sạc mà nó rớt tùm lum hết trơn mà không có tiền để mà mua nữa. Ở đâu ra 1 tỷ hả bà có làm khó con không vậy bà Mào? Trời ơi, cái điện thoại của Chí Cảnh đó mọi người, là cái dây sạc là mọi người nó bị ấy mà không có tiền mua luôn đó. Là coi nè, dây nhợi là phải dán băng keo dày cui như vậy luôn, rồi cái này nó xúc ra mà không có tiền để mà thay luôn nè, mà ở đâu ra 1 tỷ? Trời ơi, đang muốn là đổi iPhone 16 mà rồ mắt nào cho live stream rồi quay video rồi cho đẹp để tự tin live stream, đừng có bị chê đâu nè, mà còn chưa có tiền để mà đổi nữa, trong khi là nó phục vụ cho công việc đó mà chưa có để mà đổi nữa. Ở đâu ra mà 1 tỷ trời, 1 tỷ ở đâu ra gì trời? Chị thừa biết Chí Cảnh ở trọ rất là nghèo, chị thừa biết điều đó, và chị còn biết là nếu như mà trong trường hợp mà Chí Cảnh không có tiền YouTube thì Chí Cảnh còn không thể sống được, không trụ được nữa, mà ở đâu ra 1 tỷ?
Ý chị là đang muốn biết là ở phía sau có ai ấy không hả? Nhiều người ta có phía sau đi chăng nữa cũng không có ai mà chấp nhận cái kèo 1 tỷ hết trơn á. Trời ơi, Chí Cảnh đã giỏi như vậy rồi thì người phía sau của Chí Cảnh phải còn giỏi hơn nữa, người ta có cái đầu hơn nữa chứ. Đúng không mọi người? Dù cho Chí Cảnh có ai phía sau hậu thuẫn hoặc là người ta có gì nữa, người ta cũng đâu bao giờ chấp nhận cái chuyện mà bả đưa ra 1 tỷ thì phải làm 1 tỷ giống bả. Bả yêu cầu 1 tỷ là phải chuẩn bị 1 tỷ à. Bả là ai? Bả là ai? Bả làm chủ cuộc chơi hả? Cho nên bớt ảo tưởng đi chị, bớt ảo tưởng, bớt tưởng đâu mình là người quan trọng và đặc biệt bớt tưởng mình đẹp. Và đặc biệt là anh Nguyên Vũ không có yêu thương gì chị hết trơn á. Với lại nói cho chị nghe nè, chị nói là có mình chị có số của anh Nguyên Vũ hả? Có mình à. Chị hả? Trời ơi, Chí Cảnh có chị ơi. Chí Cảnh không có cần phải gọi điện cho chị để xin số anh Nguyên Vũ, Chí Cảnh có. Chí Cảnh có. Nhưng Chí Cảnh thì nói chung là Chí Cảnh rất là ít nói chuyện với anh Nguyên Vũ. Chí Cảnh rất là ít nói chuyện với anh Nguyên Vũ tại vì nhiều khi mình cũng không biết nói gì á mọi người. Chí Cảnh không biết nói gì á, tại vì mình cũng không biết nói gì, tại vì thật ra thì anh Nguyên Vũ từ lâu anh cũng đã không có tham gia drama nữa thì mình biết nói cái gì bây giờ. Chứ Chí Cảnh thì có số của anh Nguyên Vũ nhưng mà Chí Cảnh thì sẽ không có gọi cho anh Nguyên Vũ cũng như không có nói chuyện với anh Nguyên Vũ tại vì mình nghĩ rằng không có gì để nói. Rồi Chí Cảnh cũng cảm thấy không có thoải mái nữa mọi người tại vì mình giống như kiểu mình không có nói chuyện thường xuyên á mọi người cho nên là mình cũng không biết nên nói gì á. Ví dụ như chị Ni hay Hồng Loan hay Bân rồi thì nói chuyện hàng ngày cho nên rất là dễ để nói chuyện. Còn anh Nguyên Vũ thì do Chí Cảnh với anh Nguyên Vũ gần như không có nói chuyện với nhau, kể cả nhắn tin Facebook đồ này nọ cũng không bao giờ có luôn đó. Thì cái việc mà Chí Cảnh lên tiếng về cái vụ mà bà Bảy Màu thì nói chung là Chí Cảnh có nói chuyện, Chí Cảnh có hỏi chị Ni á, Chí Cảnh có hỏi chị Ni về cái việc mà anh Nguyên Vũ như vậy thì chị Ni nói là không có chuyện đó. Chị Ni nói với Chí Cảnh là chị Ni tin tưởng anh Nguyên Vũ 100% và chị Ni cũng không có mất đi tình bạn này. Và chị Ni cũng có nói là anh Nguyên Vũ nói chuyện với chị Ni rất là thường xuyên. Và anh Nguyên Vũ cũng khẳng định là không có năn nỉ gì cả, chỉ muốn nói tới bả là thôi bả im vậy đi. Đó, cho nên Chí Cảnh đâu có cần phải gọi cho anh Nguyên Vũ. Mà bà lên bà phân tích bà nói là thế này thế kia cho nên trong cái video thì Chí Cảnh có nói là nếu như anh Nguyên Vũ có nghe được cái video này có nghĩa là Chí Cảnh muốn thông qua cái video để mà nhắn tới anh Nguyên Vũ chứ Chí Cảnh thì rất là ngại nói trực tiếp tại vì không biết nói gì á mọi người, không biết nói gì rất là ngại tại vì anh Nguyên Vũ là một người rất là nổi tiếng, là một ca sĩ rất là nổi tiếng rồi một nghệ sĩ rất là đắt show nữa, rất là đắt show, rất là nổi tiếng là nhiều khi mình cũng không có muốn làm phiền anh đó mọi người, mình không có muốn gọi điện làm phiền anh tại vì đâu biết anh rảnh lúc nào, anh bận lúc nào, công việc lịch trình của anh nó rất là dày đặc cho nên chỉ cảnh không có muốn làm phiền anh Nguyên Vũ. Và thêm nữa là cũng không biết là nói cái gì nữa, gần như là không có sự tương tác nào luôn á. Và vì sao Chí Cảnh biết về cái việc đó thì Chí Cảnh có hỏi chị Ni á, hỏi chị Ni về cái việc mà đầu đuôi như thế nào đó, tại vì khi bả lên thì nói chung là chị Ni cũng có được mọi người báo thì chị Ni cũng có nói vậy đó, nói với Chí Cảnh là không có chuyện mà năn nỉ gì cả và chị Ni cũng không có rất là trân trọng anh Nguyên Vũ, rất là quý mến anh Nguyên Vũ và cũng không có muốn mất cái tình bạn với anh Nguyên Vũ và đặc biệt là chị Ni cũng sẽ không bao giờ lên tiếng nói gì về anh Nguyên Vũ cả dù cho có ghi âm hay không ghi âm có tung lên như thế nào chị Ni cũng không bao giờ lên tiếng gì cả thì chị Ni có nhắn với Chí Cảnh như vậy thì Chí Cảnh có lên clip để mà nhắn tới nếu như anh Nguyên Vũ có nghe thì anh Nguyên Vũ cũng hiểu được cái tấm lòng của chị Ni là rất là trân quý anh đó. Chứ Chí Cảnh thì không có gọi, thật sự mà nói thì Chí Cảnh gọi thì cũng được đó nhưng mà mình rất là mắc cỡ, Chí Cảnh rất mắc cỡ và cũng không biết nói gì luôn mọi người, mình mắc cỡ lắm, nhất là nghệ sĩ hay là những người có địa vị nổi tiếng là Chí Cảnh mắc cỡ lắm. Với lại Chí Cảnh thì thường sẽ không có giỏi trong cái việc giao tiếp với người mà không có thân á, giống như kiểu lâu lâu gọi thì Chí Cảnh mắc cỡ, Chí Cảnh không có gọi được. Nếu như nhắn tin thì Chí Cảnh sẽ trả lời, còn để mà gọi là Chí Cảnh ít có nói chuyện lắm, cho nên có rất là nhiều người hay gọi cho Chí Cảnh là Chí Cảnh không bao giờ bắt máy á mọi người. Là tại vì mình rất là ngại để nói chuyện với những người mà mình chưa có thật sự thân á mọi người, mình chưa có thật sự thân cho nên mình không biết nói gì và mình cũng không có chuẩn bị
trước cái nội dung á, cho nên là chị Cảnh cũng ngại lắm he. Đó là lý do vì sao cho nên là chị không có cần phải cho em số đâu, em có số nhưng mà em sẽ không bao giờ em rồi. Hay chị Mèo he, em có số nhưng mà em sẽ không có gọi nha chị yêu.